Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin biên giới Việt Trung hết chặn cửa khẩu đến ném đá. Trung Quốc đang làm gì với Việt Nam? Một đoạn video mới đây đã ghi lại cảnh các binh sĩ Trung Quốc ném đá tới tấp và chửi bới lăng mạ những người công nhân xây dựng không vũ trang của Việt Nam ở tỉnh Hà Giang, khu vực giáp danh với Trung Quốc. Sự kiện diễn ra giữa bối cảnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang bị điêu đứng khi hàng ngàn xe tải chở nông sản bị tắc nghẽn nhiều tuần lễ ở các tỉnh biên giới phía Bắc vì chính sách phòng dịch mới của Trung Quốc. Đoạn video do tài khoản với tên là Lê Anh Quang đăng trên trang Tweet vào ngày 3 mùng 3 tháng 1 cho thấy hàng chục lính Trung Quốc đang ném đá về phía những chiếc xe xúc đất được biết là của nhóm công nhân Việt Nam đang làm công trình dọc bờ sông phía Việt Nam để chống sói lở. Đây là hình ảnh video clip cho thấy lính biên phòng Trung Quốc ném đá tới tấp sang phía những công nhân Việt Nam. Nhận định về sự việc, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện ESI, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng có thể khẳng định hành động của binh sĩ Trung Quốc là do nhận lệnh từ Bắc Kinh. Ông cho biết thêm, Trung Quốc họ không đồng ý cho công nhân Việt Nam đắp ở chỗ bờ bên này của suối nước. Lý do của họ là nó sẽ cản dòng nước và làm cho dòng nước chảy về phía bờ của Trung Quốc, làm xói bờ phía Trung Quốc và làm đổ hàng rào mà Trung Quốc đã xây ở đó. Họ nói rất rõ và còn trưng cả khẩu hiệu phản đối bằng tiếng Việt lẫn tiếng Trung Quốc. Phía Việt Nam sau đó đã giải thích rằng việc bắp bờ không ảnh hưởng đến Trung Quốc và tiếp tục làm công trình nên dẫn đến vụ ném đá nói trên. Vẫn theo tiến sĩ Hà Hồng Hợp chia sẻ. Còn phía bên kia, Trung Quốc họ nói không được thì họ đưa người dân ra biểu tình đào đảo nhưng cũng không làm được nữa. Thì họ ném đá, họ không ném vào công nhân Việt Nam nhưng họ ném vào mấy chiếc xe xúc. Không một người Việt Nam nào bị thương cả. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết như vậy. Hành động ném đá của người Trung Quốc đối với người Việt Nam, theo ông, giống như những gì đã diễn ra trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Lúc đầu, người Trung Quốc chỉ ném đá vào các lều của người Ấn Độ ở biên giới thôi, là những lều không có người, những lều mà lính Ấn Độ trữ thực phẩm, gạo, thức ăn và mấy con lợn, vân vân. Đây là hình ảnh khẩu chiến đã xảy ra trước khi binh lính của cả hai bên Trung Quốc và Ấn Độ nhặt đá ném nhau trên cao nguyên Himalaya ở khu vực tranh chấp Kashmir. Nhưng sau đó, xung đột đã tăng lên rất nhanh. Trung Quốc bắt đầu ném vào những túp lều mà lính Ấn Độ ở, rồi ném đá vào nhau, đánh nhau, đẩy nhau xuống vực đến chết. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói đồng thời cho rằng đây là một dấu hiệu không tốt, mặc dù khả năng xảy ra xung đột vũ trang như trong trường hợp giữa Ấn Độ với Trung Quốc là không cao, nhưng không phải là không có. Cũng theo nhận định của Viện Nghiên cứu tại Singapore, Việt Nam và Trung Quốc cho tới nay không thể coi là có hòa bình, vì dù không có tiếng súng đạn, nhưng hai quốc gia láng giềng lâu nay vẫn ở trong tình trạng chiến tranh nên có rất nhiều mặt trận. Không đánh nhau bằng súng đạn, mà đánh nhau thứ nhất là bằng thông tin. Chiến tranh thông tin, tiến sĩ Hoàng Hợp đã nói. Ông dẫn chứng sự việc gần nhất xảy ra trong tuần này là một viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông của chính quyền Trung Quốc đã đăng một bài viết trên nhật báo lớn của nước này là tờ Trung Quốc Ngày Nay, nói rằng dân binh biển của Việt Nam đã đóng các tàu sắt 400 tấn thay vì tàu gỗ truyền thống, trong đó có trang bị vũ khí như vòi rồng, súng, máy bắn cung, v.v. và thậm chí là hành động như cướp biển, đánh cướp và đe dọa tàu cá của các nước khác. Họ vu khống Việt Nam và đấy là chuyện đơn giản nhất của chiến tranh thông tin, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói như vậy. Một cuộc chiến khác cũng rất mạnh đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc là cuộc chiến không gian mạng. Hàng chục ngàn cuộc tấn công từ bên ngoài mà chủ yếu là từ Trung Quốc vào các mạng lưới máy tính của Việt Nam mỗi tuần là một dẫn chứng, vẫn theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp chia sẻ. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc mang súng và khẩu trang có người đang nhặt đá để ném về phía Việt Nam. Ảnh này được cắt ra từ video clip quay tại hiện trường. Một điểm khá đặc trưng là Trung Quốc thường áp dụng chiến thuật vùng xám trong các cuộc chiến trên mọi lĩnh vực đối với Việt Nam, từ việc đưa các tàu gọi là tàu nghiên cứu đi ngang dọc các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, cho đến sự kiện gần đây là dùng chính sách Zero Covid, tức là không có Covid,
mà tiến sĩ Hào Hợp nói là một lý do dối trá để biện minh cho các hành động gây sức ép của Bắc Kinh nhằm chặn đứng khu vực biên giới này, gây điều đứng cho nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc không được nữa. Tựu chung lại, những hành động trên thực tế cho thấy Trung Quốc có một kế hoạch tấn công tổng hợp và chặt chẽ trên mọi lĩnh vực nhắm vào các quốc gia láng giềng có tranh chấp chủ quyền với họ, đặc biệt là với Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực biển mậu, ngoài các lý do kiểu như kiếm cớ của Trung Quốc, tiến sĩ Hòa Hợp cho rằng phía Việt Nam cũng cần phải nhìn nhận và điều chỉnh cung cách làm ăn kinh doanh của mình cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế để có thể đối phó với một Trung Quốc rất chịu khó học hỏi các quy định quốc tế kể từ khi nước này được vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Ông nói từ phía Việt Nam cũng phải nhìn thấy rằng mình cần phải học và thực hiện các quy chế thương mại từ chất lượng hàng hóa cho đến vệ sinh, tiêu chuẩn, vân vân. Ký như thế nào thì phải làm đúng như thế, chứ không phải sang đó rồi mới cười với nhau rồi bảo giảm giá rồi ông mua đi cho tôi là không phải thế. Đây là hình ảnh 6.000 xe tải container hàng xuất khẩu của Việt Nam nằm chờ tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc trong những tuần vừa qua. Tuy nhiên, tiến sĩ Hoàng Hợp đã lưu ý ngay cả khi các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh theo các tiêu chuẩn thương mại quốc tế thì vẫn không loại trừ khả năng phía Trung Quốc tiếp tục dùng các chiêu trò để gây sức ép và làm thiệt hại cho phía Việt Nam. Ban tiếng Trung của đài BBC tại London sau khi tìm hiểu câu chuyện này đã cho biết không thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cũng không thấy các mạng xã hội đề cập, nhưng có một vài tài khoản mạng xã hội của người Hoa hải ngoại đăng lại một video có vẻ nguồn gốc ban đầu từ trang TikTok. Bản tin ngày 4 tháng 1 của Ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do FA đã nói như sau. Vụ việc không rõ xảy ra ở đoạn nào ở biên giới, tuy nhiên người đăng tải clip là một tài xế xe ben chở đất dạo gần đây cho việc thi công các công trình xây dựng bờ kè biên giới ở Lào Cai. Trả lời đài BBC News tiếng Việt, một nhà nghiên cứu Trung Quốc học, thạc sĩ Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội, chuyên theo dõi các thông tin trong nước và quốc tế, và đặc biệt là Trung Quốc, thì cho biết cũng không thấy truyền thông chính thống của Trung Quốc đưa tin về sự kiện này. Nếu là xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì chuyện chỉ dừng lại ở đây, bà Lan nói thêm. Bà Lan cho biết trên mạng thấy một số tài khoản viết tiếng Hoa bình luận về video này. Theo bà, có tài khoản tiếng Hoa nói địa điểm xảy ra xung đột là cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh ở Việt Nam. Có tài khoản thì nói 8 người ném đá vào công nhân Việt Nam đang thi công là bộ đội biên phòng của Trung Quốc. Đây là hình ảnh 4 người Trung Quốc bị cáo buộc giúp người nhập lậu trái phép vào Việt Nam sang nước, theo BBC. Như thế, hiện vẫn chưa rõ vụ việc cụ thể trên xảy ra ở Lào Cai hay Quảng Ninh. Trong thời gian qua, khi tình hình dịch bệnh COVID tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao, Trung Quốc đã siết chặt hơn các cửa khẩu giữa hai nước, khiến hàng nghìn xe hàng Việt Nam buôn bán tiểu ngạch bị ách tắc lại, gây thiệt hại hàng trăm hàng ngàn tỷ đồng cho nông dân và các thương lái của Việt Nam. Các nhà quan sát cho đài BBC tiếng Việt hay, việc giải tỏa giao thương biên giới có khi phải mất cả tháng và thậm chí có thể kéo dài đến 6 tháng đầu năm 2022 và có thể còn tiếp tục. Dư luận Việt Nam cũng lan truyền tin về đường rào cao mà Trung Quốc cho xây mấy năm qua, ít nhất là ngăn đường biên giới với Quảng Ninh và Lạng Sơn của Việt Nam. Công trình này được gọi là nói là để chặn lây truyền COVID và chống buôn lậu, gồm cả buôn lậu người. Mới đây nhất, một thành phố ở Quảng Tây đã bêu rếu 4 người Trung Quốc bị cáo buộc là giúp người nhập cư lậu từ Việt Nam sang nước họ, theo đài BBC bản tiếng Anh hôm 29 tháng 12 năm 2021. Trang tin nhà nước Washington Daily cho biết hành động kỷ luật này nhằm ngăn chặn tội phạm qua biên giới và khích lệ sự tuân thủ các quy tắc phòng ngừa dịch bệnh. Truyền thông Trung Quốc thì mô tả tình hình dịch COVID ở khu vực biên giới với Việt Nam là nghiêm trọng và phức tạp. Kính mời các bạn xem bản tin hai scandal liên tiếp, cổ phiếu FEC của Trịnh Văn Quyết và Tân Hoàng Minh bỏ cọc. Vụ bán chui 75 triệu cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết và vụ bỏ cọc hủy kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm của tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn khiến dư luận không ngớt xôn xao vì kiểu hành vi khôn lỏi của doanh nhân nghìn tỷ đang khiến cho thị trường nhiễu loạn và nhiều nhà đầu tư điêu đứng vì thiệt hại không biết kêu ai. Doanh nhân Trần Quốc Quân từ Warsaw, Ba Lan đã có bài bình luận đăng trên đài tiếng nói BBC của Anh Quốc
về sự kiện này. Ông chia sẻ, mấy ngày qua tại Việt Nam đã xảy ra hai vụ việc lớn, có thể gọi là scandal chưa từng có trong lĩnh vực kinh tế. Vụ thứ nhất là việc ông Trịnh Văn Quyết bán chui 74,5 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn FEC, mã là FEC, trên sàn chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh, ông Đỗ Anh Dũng bên trái và ông Trịnh Văn Quyết bên phải. Dù báo chí đã đưa tin nhiều, tôi thấy chúng ta vẫn cần phải hiểu rõ vấn đề là tại sao gọi vụ việc của ông Quyết trên đây là bán chui cổ phiếu. Theo quy định tại khoản 1 điều 32 thông tư số 96/2020 do Bộ Tài chính ban hành và luật chứng khoán năm 2019, nhà đầu tư là thành viên trong hội đồng quản trị, trong ban giám đốc và trong ban kiểm tra của công ty phải gửi văn bản xin phép giao dịch tới Ủy ban chứng khoán nhà nước. Nếu Ủy ban chứng khoán nhà nước duyệt thì nhà đầu tư phải thông báo thông tin giao dịch đó cho Sở Giao dịch Chứng khoán SSC tối thiểu 3 ngày trước khi giao dịch. Nhưng ngày 5 tháng 1 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết mới gửi văn bản xin phép bán 175 triệu cổ phiếu FEC tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi văn bản này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước duyệt, ông Quyết không hề thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch Chứng khoán trước khi bán 3 ngày như đã quy định. Nếu bán thành công 175 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của ông Quyết tại FEC sẽ giảm từ 30,34%, tức là hơn 215 triệu cổ phiếu, xuống chỉ còn 5,7%, hơn 40 triệu cổ phiếu. Phải hiểu việc thoái vốn với số lượng khủng khiếp này là cuộc tháo chạy khỏi doanh nghiệp xương sống, tâm huyết của ông Quyết mà ông đã xây dựng nên trong bao năm qua. Nhà đầu tư nắm giữ và giao dịch cổ phiếu FEC hoàn toàn không biết việc ông Quyết được duyệt bán 175 triệu cổ phiếu FEC và cũng không biết việc ông Quyết đã lặng lẽ bán chui 74,5 triệu cổ phiếu FEC trước khi truyền thông công bố thông tin. Phiên giao dịch cổ phiếu của FEC vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 diễn ra đầy kịch tính. Trong phiên giao dịch này, mã FEC đã khớp lệnh gần 135 triệu cổ phiếu, cao nhất từ khi niêm yết và cũng là mức cao kỷ lục của một mã chứng khoán trong lịch sử giao dịch của sàn chứng khoán House. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần tập đoàn FEC. Gần 20% số cổ phiếu của FEC đã giao dịch trong phiên mùng 10 tháng 1, chiếm tỷ trọng 1/10 thanh khoản sàn chứng khoán của House. Trong buổi sáng, cổ phiếu của FEC tăng trần lên 24.100 đồng trên mỗi cổ phiếu, nhưng kết phiên, cổ phiếu này đã giảm 6,2% xuống còn có 21.150 đồng. Đến phiên giao dịch vào ngày 13 tháng 1, giá cổ phiếu của FEC chỉ còn có 16.100 đồng trên mỗi cổ phiếu. Nghĩa là chỉ sau 5 phiên giao dịch giảm sàn, cổ phiếu FEC chỉ còn 2/3 giá so với mức đỉnh với lượng dư bán gần 65 triệu cổ phiếu. Và cổ phiếu ROS của Quyết cũng chịu chung số phận như vậy. Từ đỉnh 17.100 đồng cổ phiếu và chỉ còn có 11.250 đồng mỗi cổ phiếu. Và chỉ còn như vậy là có 2/3 giá trị so với lúc đỉnh chỉ sau có 5 phiên giao dịch, với lượng dư bán hơn 89 triệu cổ phiếu. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia phân tích chứng khoán, giá các mã chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết sẽ còn giảm sàn nhiều phiên nữa. Các nhà đầu tư bị ông Quyết đánh úp sẽ mất rất nhiều tiền vì vụ này. Và bỏ bom bất động sản. Vụ thứ hai là vụ ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tân Hoàn Minh, tuyên bố bỏ khoản tiền đặt cọc 588 tỷ với lô đất từ 3 đến 12 trên diện tích 10.060 m2 tại khu đô thị Thủ Thiêm sau một tháng trúng thầu giá đất với giá 24.500 tỷ đồng. Đây là mức giá cao kỷ lục và phi thực tế không chỉ Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây là hình ảnh 4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Giới chuyên gia đã bình luận rằng ông Dũng đã gây ra vụ này nhằm che giấu sự khó khăn về tài chính của tập đoàn Tân Hoàn Minh, nhằm quảng bá thương hiệu, nhằm tạo sóng tăng giá bất động sản để huy động tiền của ngân hàng để bán trái phiếu, v.v. Tuy nhiên, lần này, theo tôi đánh giá, thì ván bài của ông Dũng chơi quá độc, quá lộ liễu, gây phẫn nộ trong dư luận đến mức ông Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng phải lên tiếng, khiến ông phải bỏ cọc, bỏ cuộc. Một động thái lạ của ông Dũng là thay vì gửi văn bản xin hủy bỏ cọc lô đất trên tới Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản của thành phố,
thì ông lại gửi một bức tâm thư với lời lẽ phân trần lâm ly bi thiết tới các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, khiến cho dư luận càng thêm phẫn nộ. Và hậu quả tức thì lên môi trường đầu tư đã diễn ra trên diện rộng cả nước. Ông Trịnh Văn Quyết bán chui cổ phiếu FLC với số lượng khủng đã bị phanh phui, làm nhiều nhà đầu tư chứng khoán nắm giữ các cổ phiếu liên quan hoảng loạn, bán tháo, khiến các mã này rớt sàn nhiều phiên liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Giá nhiều cổ phiếu bất động sản trên sàn chứng khoán cũng chao đảo, giảm mạnh, ảnh hưởng đến chỉ số thị trường chung. Ông Đỗ Anh Dũng đã thổi giá đất lên cao ngất ngưởng qua đấu giá, có thể kích giá gây sốt ảo, làm nhiễu loạn thị trường của bất động sản, lại khiến ngân sách nhà nước thâm hụt thêm trong việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình xây dựng nhà ở và hạ tầng. Hơn nữa, ông Đỗ Anh Dũng trúng thầu rồi bỏ cọc còn làm rối loạn việc thẩm định giá, đặt cọc bằng giá khởi điểm cho các cuộc đấu thầu trong tương lai. Đây là hình ảnh ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàn Minh thắng thầu phiên đấu giá đất Thủ Thiêm. Các vụ việc trên đây do ông Trịnh Văn Quyết và ông Đỗ Anh Dũng gây ra đã tác động tiêu cực từ giới đầu tư trong và ngoài nước. Những việc đánh mất chữ tín của hai ông có thể cổ vũ cho các doanh nhân coi thường pháp luật, làm xói mòn lòng tin của giới đầu tư và tính minh bạch, công bằng của môi trường kinh doanh. Là người cùng với các đối tác từ Ba Lan theo dõi, đầu tư vào thị trường Việt Nam từ mấy năm qua, tôi ghi nhận từ trước rằng đây không phải là lần đầu tiên ông Quyết lén lút đánh úp các nhà đầu tư. Vào năm 2017, ông Quyết từng bán chui 57 triệu cổ phiếu ROS mà chỉ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt có 65 triệu đồng. Quá nhẹ so với hậu quả ông ấy gây ra và hưởng lợi. Tôi đã viết bài phân tích trên Facebook khi đó cảnh cáo trường hợp này. Ông Dũng cũng từng có bề dày bỏ cọc sau khi trúng giá đất. Ngày 28 tháng 5 năm 2016, ông Dũng đấu giá thành công đôi bình Tứ Linh xứ Bát Tràng với giá khởi điểm là 900 triệu đồng với giá chốt là 6,05 tỷ đồng. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2016, ông Dũng tuyên bố bỏ cọc 50 triệu đồng. Tháng 6 năm 2015, ông Dũng đấu giá thành công khu đất vàng 23 Lê Duẩn ở Thành phố Hồ Chí Minh, rộng 3.000 mét vuông với giá 1.430 tỷ đồng. Sau đó lại bỏ cuộc. Đến tháng 6 năm 2016, ông Dũng lại đề nghị được mua lại lô đất trên với giá khoảng cùng tiền phạt là 260 tỷ đồng. Vào năm 2019, ông Dũng đã nhượng lại khu đất trên cho Techcombank. Chỉ phạt thôi thì cũng chưa thể đủ vì những điều kiện thuận lợi họ đã thu lại sau đó. Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, hành vi không công bố thông tin về giao dịch chứng khoán đã bị phạt từ 3 đến 5% giá trị đăng ký giao dịch, nhưng không quá 1,5 tỷ đồng. Với số lượng 74,5 triệu cổ phiếu FLC bán chui trong phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 1, giá trị theo mệnh giá là 745 tỷ đồng, ông Quyết chỉ bị phạt có 1,5 tỷ đồng, thay vì ông Quyết bị phạt 37,25 tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra là tại sao luật lại phạt lại thao túng chứng khoán lại có phần giới hạn mà không phạt theo tỷ lệ chung là 3 đến 5% để đảm bảo sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư nhỏ với các nhà đầu tư lớn. Luật chứng khoán không chỉ phạt hành chính chiếu lệ mà đối với các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng phải răn đe bằng các biện pháp xử lý hình sự nghiêm khắc. Đây là hình ảnh sau khi tăng nóng kỳ lạ thì chứng khoán bất ngờ lao dốc sau thông tin về FLC giao dịch chui và Tân Hoàn Minh bỏ cọc. Được biết vào ngày 11 tháng 1 năm 2022, Bộ Tài chính đã ra quyết định về việc phong tỏa các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần của Tập đoàn FLC với mã chứng khoán là FLC ở sàn HOSE. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa này kể từ ngày 11 tháng 1, thời hạn phong tỏa sẽ kéo dài cho đến khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định thay thế. Dư luận cũng đang ủng hộ biện pháp trừng phạt này đối với hành vi bán chui chứng khoán của ông Quyết, nhưng chưa đủ. Trong thời gian khi làm kinh doanh ở Việt Nam hơn một năm qua, trước khi trở về Warsaw vào tháng 11 năm 2021, tôi đã quan sát thấy chế tài phạt vi phạm luật chứng khoán và vi phạm luật đấu giá tài sản mà không nghiêm minh, không đủ mạnh, không đủ tính răn đe để tiếp tục tạo tình trạng coi thường pháp luật trong giới doanh nhân. Các vụ việc mới nhất đã làm chấn động giới đầu tư và làm méo mó, nhiễu loạn môi trường kinh doanh, ngăn dòng tiền đầu tư từ nước ngoài vào cũng như ở trong nước vào thời gian Việt Nam cũng đang hết sức cần nguồn lực phục hồi kinh tế sau 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19.
Thiết nghĩ bên cạnh phát triển một cách thích đáng, chính quyền cũng cần dứt khoát có thêm những hình thức chế tài phù hợp khác như cấm người và công ty vi phạm tiếp tục giao dịch trên sàn chứng khoán, cấm tham gia đấu giá có hình thức và có thời hạn, thậm chí là truy tố hình sự, tùy thuộc vào mức độ hậu quả do hành vi vi phạm đối với đối tượng đã gây ra.